mày làm sao đây? Có để hôm nay nó có vấn đề rồi. Ừ, làm sao này? Hả? Hả? Được. Một đi cũng là mệt. Thank you.
ai mò nhà mình ăn trộm cắp trộm cái gì. Ôi, đồ trời. Quay đứt rồi. Mày lại sợ mày quá. Mày đến đây lúc nào bà mày cũng tiếp nhá. Ôi trời ơi. Mày định đi dình để đánh tao á? À, hôm nay mày ở đây mình dình bà mày à? Hả? Hả? Mày dình để đánh bà mày à? Hả? Con này? Mày làm sao đây? Hôm nay mày không có mồm à? Sao mà khi mình già mồm nữa mà? Hôm nay mày câm à? Hả? Mồm đâu? Này, hôm nay mày làm sao đây? Ăn được cái gì mà không có mồm à? Hả? Mà khi đánh đá lắm mà. Ô, con này có vấn đề rồi. Này, mọi khi gân cổn cãi tao mà. Mày sao lại đần thế? Hả? Có vấn đề à? Ôi, con này có vấn đề rồi. Mồm đâu? Hả? Này, nhìn tao này. Con này hôm nay mày làm sao ấy nhỉ? Mồm đâu? Mọi khi là mồm lắm mà. Hả? Này. Này. Không nói gì à? Này hay nhỉ? Này. Này. Hay. Nhìn tao nào. Ừ. Con này hôm nay nó có vấn đề rồi. Hay là mày bị trầm cảm hay ai làm gì mày? Hả? Hả? Này, nhìn này. Này. Ô, có vấn đề rồi. Con này nó bị làm sao nhỉ? Hay chồng nó bỏ nhỉ? Nó bị trầm cảm nhỉ? Nhỉ? Hay trầm cảm rồi.
Mệt thế. Nắng mệt. Mệt lắm. Nắng. Vấn đề alo anh à, anh vào cái đường khởi mỹ đưa xem này, vợ anh ấy làm sao ấy, hỏi nó không nói, gọi nó không thưa. Hả? Alo. Thôi làm gì nữa, đi về luôn đi, xem vợ anh làm sao này nhá. À, em đang để gì? Rồi. Anh xin nghỉ sớm sớm đi, về xem ngó vợ xem làm sao này nhá, về luôn đi. Mày đáng đời mày chưa? Lúc nào mày già mồm em chửi tao mà, biết mày thấy đáng đời mày chưa? Này, sao ngồi đây đấy? Hả em? Hả? Sao ngồi đây đấy? Sao đấy? Sao tự nhiên anh đang đi làm thì gọi anh về? Tự dưng em này, ngồi đây mà để cho người ta gọi anh về. Anh đang đi làm cơ mà. Ngồi đây để làm gì? Đi về đi còn gì nữa? Không về nhà đi mà sao lại ngồi xong đi dọc đường cứ lang thang xong ngồi bắt đầu nghịch thì có thứ dụng này. Chả hiểu em là kiểu gì nữa. Đi về đây còn gì nữa? Anh nói em mà không nghe gì à? Hả? Đứng lại đi còn gì nữa? Đi, về đi. Đi. Hướng, em sao đây? Hả? Sao đây? Hả? Quay như nào? Bị sao đây? Hả? Hương, quay thế nào? Sao đây? Hả? Sao lại đến nhung nữa này em? Hả? Cái bên này đây, hả em? Ai làm gì em à? Hả? Hay là ai đánh em? Hay là làm gì em? Hả? Quay nào? Hả? Cái ai đánh em à? Hay là như nào đấy? Thì em cứ bảo với anh như nào? Làm sao? Như nào? Thì nói với người ta biết được chứ. Đứng dậy về đi. Đi. Anh đi về. Đi. Đi đi. Đi đi. Thật ra. Nè. Đứng dậy. Đi về. Đi về. Mà đi về là đi về cơ mà. Đi. Đi về đi còn gì nữa, nhanh đi, đi. Nhanh đi, đi. Nó như này.
Chắc đỡ khát rồi phải không? Được chưa? Được khát chưa? Được khát chưa? Nói nha, nói chưa? Hả? Nói chưa? Anh đi nấu cháo nha. Ngồi đây, nha. Mình lên đây chắc, mình lên đây. Mình lên rồi, mình lên đi nhá. Mình ngoan nhá, mình lên nhá. Mình lên nấu cháo ăn nhá, ngoan nhá. Sắp được rồi.
Nói rồi, thấy không? Ngồi đây anh đi xem nồi cháo nhá. Nồi cháo thôi, ấy là thôi rồi. Chào nhé. Đói rồi phải không? Trong người có đau gì không? Chậm chờ mỗi tí ăn. Ăn đi cho nó khỏe. Ngon không? Khổ quá. Này. Ngon nha. Ngon nên nằm đây nghỉ nhá. Nằm đi ngủ nhá. Ngủ đi cho đỡ mệt. Ngủ đi.